tại Công an tỉnh Bình Dương, cụm thi đua số 8 Hội Phụ nữ Bộ Công an, gồm Hội Phụ nữ Công an 8 tỉnh Long An, cụm trưởng, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bến Tre và Đồng Tháp đã tổ chức dân qua dân hương tại nhà truyền thống Công an tỉnh Bình Dương. Đoàn Công an tỉnh Long An do Đại tá Nguyễn Văn Quà, Phó đốc công an tỉnh Long An làm trưởng đoàn. Sau lễ dân hương, Hội Phụ nữ cụm thi đua số 8 Bộ Công an tổ chức hội thi bơi Phụ nữ Công an cụm 8 khỏe và đẹp với hai nội dung thi bơi ếch 50m và bơi tự do 50m. Hội thi bắn súng quân dụng đồng đội nữ, kết quả đoàn phụ nữ công an tỉnh Long An đạt giải nhì hội thi bơi lội và giải khuyến khích môn bắn súng. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, cụm thi đua số 8 Hội Phụ nữ Bộ Công an thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu sẽ chia và lan tỏa yêu thương, trao tặng 4 phần quà cho các cháu là con cán bộ hội viên đang công tác tại Công an tỉnh Bình Dương có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 16 triệu đồng từ nguồn Hội Phụ nữ cụm thi đua số 8 đóng góp.